cho đâu khác nói cho anh nghe đi. Vì trong tin nhắn tôi quá thật vô lý. Chắc có ai đó khiến em mơ vì nơi khác. Đầu thì đêm nay ta mới viết nhạc. Nói để em lâu, theo anh thì ta vẫn không hợp nhau. Người nào viết hết những giấc mơ giật chôn giấu. Trăm lý do của em giờ thì đừng nói nữa hay bước đi thật xa. Thì sao em quên anh để yêu người ta rồi. Ừ thì thôi buồn ớt hôm nay đến